Hơn thế là tăng nguồn tài chính cho trung tâm chi tiêu trong hoạt động. Trung tâm còn quan hệ với Tổ chức Nhân đạo Thế giới, mở rộng phạm vi hoạt động. Đặc biệt, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm có điều kiện tốt nhất chăm lo cho trẻ em. Nhìn vào những con số, ai cũng phải ngạc nhiên. Từ một tốp trẻ đường phố được Hương đưa về chăm sóc ở nhà mình, nay đã có tới hàng nghìn lượt em đến với trung tâm. Những đối tượng trẻ em thật đa dạng. Khi nhặt về thì có cháu 8 lạng, 9 lạng, 1 ký, khi 1 ký 2. Rồi có cháu thì khi người ta đẻ thì người ta bó bụng, thì đẻ ra thì tay chân nó bị dị tật. Rồi có cháu thì nó đã nằm bệnh viện 1-2 tháng rồi, thì người mẹ không chịu đựng được nữa thì biết rằng trung tâm nuôi trẻ ẵm đứa con đến cổng trung tâm dục. Thì cũng có rất là nhiều cháu là bệnh nhân của bệnh viện Nhi Đồng, thì nuôi 4-5 tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ không chịu đựng được nữa, đem đến đây cho, trung tâm không nhận. Nhưng họ đem ra cổng, họ dục họ đi, thì buộc trung tâm phải nhận. Trung tâm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đón nhận tại vì không có chuyên môn. Nhưng trung tâm không thể thấy chết không cứu được, tại vì sống phải có tình người, tại vì có một cái từ bi bác ái. Ở đây có tới 40 cán bộ nhân viên lo việc chăm nuôi, dạy dỗ các em. Không chỉ đơn thuần là bát cơm, muỗng sữa hay con cá lá rau cho các em sống, mà còn chăm lo cả cuộc sống tinh thần, bệnh tật, năng khiếu, nghề nghiệp, hứa hẹn một tương lai hòa nhập cộng đồng cho các em. Việc chăm lo sức khỏe cho các em được trung tâm rất chú trọng. Các trẻ sơ sinh ở đây đều được tiêm chủng, điều đó đều khẳng định. Chính bản thân tôi là người chở các em đi tiêm chủng bằng xe ba bánh chứ không phải là ai. Những em mà nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia thì đều được miễn phí. Còn lại ngoài ra những cái mũi mà tiêm chủng không nằm trong chương trình quốc gia thì trung tâm đều trả tiền. Mới đây, trung tâm đã kết hợp với hội chợ giúp người mù ở Bắc California và Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra mắt cho 41 em khiếm thị. Có 2 trường hợp được phẫu thuật thay mắt già, có 2 em được phẫu thuật phục hồi thị lực. Hằng năm, trung tâm nhận thêm từ 50 đến 75 em và có ít nhất 30 đến 40 em đã trưởng thành, có tay nghề vững, tự kiếm sống được bằng nghề chân chính, được đưa về với quê hương, gia đình. Hiện nay thì anh em cháu đã gọi như là trưởng thành thì được mẹ út cho ra ngoài và hiện tại là đã công ăn việc làm đầy đủ và có thể tự nuôi bản thân mình rồi ạ. Cháu mới lập gia đình được ba tháng. Tổ chức thì mẹ Tiểu Hương đứng lên tổ chức gây dựng gia đình cho. Có điều vui là cũng tại trung tâm đã tổ chức xây dựng gia đình cho nhiều đôi lứa. Hơn thế, họ đã sinh con, mà Tiểu Hương tự hào là mình đã lên chức bà nội, bà ngoại. Lấy số liệu của năm 2009, thời điểm tháng 11, cả 3 cơ sở của trung tâm đang quản lý 322 em. Có rất nhiều em khuyết tật bẩm sinh như khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, suy dinh dưỡng do chiến tranh để lại. Mỗi năm, trung tâm chi tiêu từ 7,5 tới hàng chục tỷ đồng. Số tiền lớn vậy, Hương lấy ở đâu? Nhiều người băn khoăn thắc mắc điều ấy. Hương đã thật thà cho biết, nguồn tài chính do công ty VMIP, công ty PNG tài trợ. Tiền của trung tâm do kinh doanh nước uống tinh khiết và của cá nhân Tiểu Hương góp nhặt từ những việc làm thêm. Ngoài ra còn có sự ủng hộ nhiệt tình của những tấm lòng nhân ái trên mọi miền Tổ quốc. Số tiền có được, Hương không chỉ dùng cho công việc của trung tâm như ô tô, xe máy, mua sắm đồ dùng học tập cho các em như dàn vi tính, máy scan, máy in chữ nổi, sắm các thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn nghệ như dàn âm thanh ánh sáng, máy chiếu phim, nhạc cụ và xây dựng đội múa rối, đội ca múa, đội xiếc ảo thuật. Thường khi có tiền sẽ sử dụng một cách tự do phung phí.
không, trung tâm đã chia sẻ phần tài chính đó cho nhiều nơi ở các tỉnh với những hình thức khác nhau, tặng hàng mấy trăm xe lăn cho các đối tượng tàn tật không đi được bằng chân, tặng hàng trăm suất học bổng vừa a dính, tặng sách vở đồ dùng học tập cho trẻ em vùng bị bão lũ tàn phá, ủng hộ quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng bánh kẹo nhân ngày Tết, tặng quà và tổ chức vui chơi cho trẻ em thiệt thòi nhân ngày rằm Trung thu và những ngày lễ của đất nước, xây nhà tình nghĩa, cung cấp phương tiện cho người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các em tàn tật qua Trung ương Hội Cứu trợ Trẻ Tàn tật Việt Nam 700 phần quà và 30 triệu đồng. Phối hợp với các báo chí truyền hình, các cơ sở đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương tổ chức giao lưu liên hoan văn nghệ, làm những việc từ thiện giúp cho các em tàn tật thiệt thòi có được nguồn vui, hòa nhập với cộng đồng và nhiều hoạt động vui chơi bổ ích khác nữa. Để ghi nhận công lao của chị, nhiều đồng chí đã và đang là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, dành sự quan tâm cho trung tâm, chia quà và thăm hỏi các cháu. Vinh dự lớn của trung tâm là được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen năm 2007 cùng với nhiều bằng khen, giấy khen của các tỉnh thành, các tổ chức xã hội vì sự nghiệp nhân đạo mà Huỳnh Tiểu Hương cùng trung tâm đã đóng góp